Ok, xin mời Trung. Chào lại anh Thông Quang, chào chú thượng sĩ nhất, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Thì vừa rồi cái chủ đề anh đưa ra đó là một cái bạn gọi là cái bạn là trẻ, đúng không ạ? Bạn có đề cập đến cái nội dung về cái vấn đề mà thế giới nợ Việt Nam chúng ta một cái giải Nobel hòa bình, đúng không ạ? Thế Không thì ạ. À. nói về cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đó, thì chúng ta phải khẳng định đó là cái mối quan hệ nó có từ lâu dài rồi. Bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta đó, không riêng gì Trung Quốc mà chúng ta có quan hệ lâu dài với cả Lào, Campuchia và Trung Quốc. Đúng. Đó là những nước có biên giới Hàng liền kề xóm. của chúng ta. Ừ. Thì mới đây nhất đó, thì chúng ta theo dõi chúng ta sẽ biết là trong cái một cái hội nghị, đúng không ạ, thì Đại tướng Phan Văn Giang đã có một cái bài phát biểu nói rất là hay về cái vấn đề này. Đó là gì? Đó là Đại tướng có nói là Việt Nam đó là có cái câu gọi là anh em bán anh em xa mua láng giềng gần, có nghĩa là mình phải thân thiện với các nước biên giới liền kề. Và Việt Nam chúng tôi là có quan hệ bằng các cái điểm đồng để giải quyết những cái điểm bất đồng. Đây là cái quan điểm mà gọi là cái quan hệ xuyên suốt của Đảng và Nhà nước chúng tôi. Thế nên quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với Campuchia, quan hệ với Lào, chúng tôi có mối quan hệ khăng khít, luôn gặp nhau, trao đổi với nhau, cùng giải quyết những vấn đề bất đồng để làm sao cho khu vực của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia cũng như Trung Quốc là luôn luôn ổn định và phát triển. Và Đại tướng khẳng định là nếu như, đúng không ạ, chúng ta làm tốt cái điều này thì mọi quốc gia trên thế giới sẽ ổn định hơn rất nhiều. Một cái câu trả lời rất là ngắn gọn nhưng có bao hàm nhiều cái hàm ý trong đó. Và chúng ta khẳng định là chúng ta luôn có quan hệ. Không biết âm thanh bên Trung hay bên âm thanh bên thứ nhất cái gì nó sột soạt nó rột rột. Không biết bên Trung hay bên thứ nhất. À, bên anh. Là còn hết. Dạ hết rồi. Dạ rồi. Hết rồi. Hồi nãy bỏ túi áo đi lấy cái đi lấy đồ, bỏ túi áo lấy đồ nó cạ nó kêu sột soạt. Dạ nói tiếp đi Trung. Dạ. Thì cái điều này đó là không riêng gì đến bây giờ mà kể cả trước đây trong các cái thời kỳ trước đây đó thì các cái lãnh đạo của Việt Nam chúng ta qua các thời kỳ kể cả thời kỳ phong kiến là chúng ta luôn khẳng định là Việt Nam chúng ta là gì, là một đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn có quan hệ tốt đẹp, khăng khít, đúng không ạ, và đoàn kết với các nước khác xung quanh, đặc biệt là các nước mà có chung đường biên giới. Ngoài ra thì Việt Nam chúng ta cũng đã khẳng định là chúng ta là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Cái điều này là lãnh đạo Việt Nam chúng ta khẳng định rất là nhiều lần. Và với cái chính sách 4.0, đúng không ạ, thì chúng ta đã khẳng định thêm một lần nữa tại Liên Hợp Quốc qua đại sứ Nguyễn Hoàng Giang, đó là Việt Nam chúng ta chỉ chọn lẽ phải chứ không chọn phe. Và chúng ta, Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước có thể nói là có cái đường lối ngoại giao phải nói là cực kỳ là khéo léo, là một nghệ thuật, đúng không ạ, để cho gì, để duy trì cho cái nền hòa bình của Việt Nam chúng ta nó được kéo dài. Và cái khi mà Việt Nam chúng ta càng hòa bình bao nhiêu, đất nước chúng ta càng ổn định bao nhiêu, thì đời sống người dân càng phát triển bấy nhiêu, và đất nước chúng ta càng ngày càng giàu mạnh bấy nhiêu. Cái điều này chúng ta khẳng định và chắc chắn tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng như của Nhà nước. Thế thì ở đây đó, nếu về nói về giải Nobel hòa bình thì chúng ta lại nhớ lại một tí, đó là trước đây, đúng không ạ, cụ thể là năm 1973 thông qua cái hiệp định Paris, đúng không ạ, để lập lại hòa bình tại Việt Nam. Thì cái hiệp định Paris này hay còn gọi là hiệp định Ba Lê năm 1973 có sự tham gia của 4 bên, gồm có Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 để chấm dứt hòa bình. Chấm dứt cái chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Thì cái điều này nó rất là nhiều vấn đề, thì trong đó kể cả cái vấn đề quan điểm lập trường của các bên như thế nào thì em cũng không đây. Thế nhưng mà đến ngày 29 tháng 3 năm 1973 là những quân nhân Mỹ cuối cùng đã rời khỏi
Việt Nam và chấm dứt mọi can thiệp về quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và Hoa Kỳ chỉ duy trì lại số viện trợ cũng như là về cố vấn quân sự cho đến ngày 30 tháng 4. Thì điều này là em tại sao em nhắc đến? Bởi vì là thông qua cái hội nghị, cái Hiệp định Paris này, ký kết Hiệp định Paris này, thì có hai cái nhân vật mà để chúng ta nhớ đến. Đó là gì? Đó là ông Lê Đức Thọ, đúng không ạ? Là phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ông Kissinger là cái cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào giai điểm đó, thời điểm đó, trực tiếp tham gia thảo luận về cái ký kết Hiệp định Paris này. Thế thì sau khi ký kết Hiệp định Paris đó, thì lại có một cái đặc biệt, đó là cái hội đồng đó, gọi là cái hội đồng mà giải Nobel thế giới, người ta lựa chọn để trao cái giải Nobel hòa bình thế giới, thì người ta đã lựa chọn là cả hai người, đó là kể cả ông Lê Đức Thọ và kể cả ông Kissinger. Đấy, rất rõ ràng là cái sự kiện lịch sử này chúng ta đều biết. Thế nhưng mà ở đây đó, thì cái hội đồng người ta lựa chọn trao cái giải thưởng cho hai người, thế nhưng mà chỉ có ông Kissinger là người nhận thôi, chứ còn là bác Lê Đức Thọ là đã từ chối cái giải Nobel hòa bình này đó. Và còn đã có rất nhiều các cái bài viết trên các cái tờ báo nổi tiếng của Mỹ, ví dụ như New York Times hay là Time hay vân vân cả, thì người ta đều viết về cái sự kiện này. Và người ta đã giật một cái tít, ví dụ như là tờ New York Times, người ta đăng ngày 24 tháng 10 năm 1973, thì có cái tựa đề là Lê Đức Thọ từ chối giải Nobel hòa bình vì cục diện của Việt Nam. Thì ông Lê Đức Thọ từ chối giải Nobel với cái lý do rất đơn giản, đó là hòa bình chưa thực sự được lặp lại ở, và ông làm là vì dân tộc Việt Nam chứ không phải vì giải Nobel hòa bình. Đó, và có rất nhiều cái mà để mà chúng ta nói đến ở đây. Thế nhưng mà sau này ông Lê Đức Thọ có viết một cái bức thư có giải thích về cái quyền quyết định của mình và gửi cho cái bà gọi là Anse Lionet, gọi là chủ tịch ủy ban giải Nobel hòa bình của Quốc hội Na Uy năm đó. Thì trong bức thư đó thì ông không hề nhắc đến cái người đồng cấp, đó là ông Kissinger, cái người mà được giải Nobel cùng với ông đó, mà ông Lê Đức Thọ là ông cho thấy cái quan điểm đanh thép của Việt Nam đó, cùng với cái lập trường là nhất quán rằng là Hiệp định Paris không phải là một thỏa hiệp giữa hai bên mà là một chiến thắng trước Hoa Kỳ. Vì vậy Việt Nam không thể hài lòng khi đứng chung bậc cùng với người đại diện cho phe mà họ đã đánh bại. Đó, ông Lê Đức Thọ đã giải thích rất rõ ràng như vậy. Và sau này đó thì có những cái mà rất nhiều các cái bài báo người ta phân tích, có nghĩa là Nhà Trắng thì rất là hồ hởi thông báo về cái vấn đề là ông Kissinger được giải Nobel hòa bình. Đấy, thế nhưng mà các cái tờ báo của Mỹ, đấy, người ta đã đưa ra những cái bài viết, người ta đã có sự phân tích đánh giá, thì đã có những cái ý kiến, nó gọi là ý kiến trái chiều. Ngoài cái vấn đề Nhà Trắng ra thì các cái tờ báo thì cơ bản người ta xoay quanh đến cái vấn đề này. Đấy, thì chính vì lý do này, thế nên là ông Kissinger ban đầu thì có dự định là sẽ sang Oslo, đúng không ạ, của Na Uy để nhận cái giải Nobel này. Thế nhưng sau đó thì ông đã không sang nữa, mà ông ủy quyền cho cái đại sứ của Mỹ tại Na Uy nhận thay ông ta cái giải Nobel này. Thì rất rõ ràng là chúng ta thấy được, đúng không ạ, ông Lê Đức Thọ đã khẳng định rất rõ cái vấn đề này. Và cái điều này đó, nó khẳng định một cái là cái giải Nobel hòa bình là dành cho ai? Dành cho những người đem lại hòa bình, chứ không phải là giải Nobel hòa bình là để dành cho chiến tranh. Đấy. Và ngay kể cả truyền thông Mỹ người ta cũng khẳng định cái điều này, và người ta không đồng tình với ông Tổng thống Nixon và Kissinger. Và chính cái tờ báo New York Times cũng gọi cái giải Nobel hòa bình năm đó là giải Nobel vì chiến tranh. Đấy, và chúng ta thấy được, đúng không ạ? Và ngay cả tờ Washington thì cho rằng là người Na Uy thực sự có hiếu hài ước. Đấy, có rất nhiều. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được người, cái nhân vật trong lịch sử, đúng không ạ, của Việt Nam chúng ta đã từ chối giải Nobel hòa bình với lý do là gì? Là chiến tranh chưa thực sự chấm dứt.
và ở Việt Nam. Và ông làm cái điều này đó là vì người dân Việt Nam, không phải vì giải hoa Nobel hòa bình. Và cái sự tưởng thượng này, tưởng thượng xứng đáng cho nghệ thuật đàm phán của người Mỹ trong cuộc chiến chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho Việt Nam. Đó là theo cái gọi là cái văn phòng tổng thống của ông Nixon công bố ra là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta thấy rất rõ ràng là ngay kể cả các cái hệ thống truyền thông người ta cũng đã nói đây là một cái giải Nobel vì chiến tranh chứ không phải vì hòa bình. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được đó là gì? Kể cả là trong cái cuộc chiến như ở cái đầu tiên ấy, mà chúng ta theo dõi đó, là cái cuộc chiến tranh biên giới, đúng không ạ? Cái cuộc chiến tranh biên giới với lại Pol Pot Ieng Sary, thì chúng ta đã thực hiện là gì? Thực hiện cái việc là chúng ta một là khi người ta đã mang quân sang, người ta xâm phạm lãnh thổ của chúng ta, người ta bắn giết đồng bào của chúng ta, thì chúng ta thực hiện một cái cuộc gọi là cái cuộc phản công và theo lời kêu gọi của người dân Campuchia, đã giúp cho người dân Campuchia thoát khỏi cái nạn diệt chủng Pol Pot Ieng Sary, mà các cái nhân vật này đã được tòa án quốc tế đưa ra xét xử với tội danh diệt chủng, đúng không ạ? Thế là khẳng định cái điều gì? Khẳng định Việt Nam chúng ta thực hiện một cái chiến dịch có thể tạm gọi theo cái cách hiểu của em đó là chiến dịch hòa bình cho Campuchia và mang lại cho người dân Campuchia cái sự ổn định từ ngày đó đến bây giờ. Thì cái điều này nó đã được chứng minh bằng bằng thực tế, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngay sau đó thì gì, các nước người ta liền bao vây cấm vận Việt Nam chúng ta, và mãi đến năm 1995 thì bắt đầu người ta mới dỡ bỏ các cái lệnh cấm vận rồi bình thường hóa quan hệ, và lúc đó mới tạo điều kiện cho Việt Nam chúng ta có điều kiện phát triển. Thì đến ngày hôm nay đó, Việt Nam chúng ta cũng đã ký kết các cái hiệp định tự do thương mại, có quan hệ hợp tác với rất nhiều nước cũng như là các cái vùng lãnh thổ trên thế giới, có quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Cái điều này là chúng ta duy trì, đúng không ạ? Như lời Đại tướng Phan Văn Giang đã nói, đó là đảm bảo cho mọi quốc gia trên thế giới sẽ ổn định hơn rất nhiều nếu như chúng ta giải quyết các cái vấn đề tranh chấp bằng hòa bình, bằng đối thoại. Đó là thể hiện cái quan hệ, cái quan điểm đường lối ngoại giao của Việt Nam chúng ta. Thì cái điều này em cảm thấy rất là hãnh diện, rất là đáng mừng. Khi mà Việt Nam chúng ta ngoài cái vấn đề chúng ta giữ vững cái ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ra, thì chúng ta còn có quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước, không riêng các nước láng giềng. Dĩ nhiên các nước láng giềng chung biên giới thì chúng ta càng phải có quan hệ thân thiết hơn, thì lúc đó Việt Nam chúng ta mới có điều kiện để phát triển. Thế nên là để mà nói đó, Chào Lê Văn Bách. để mà nói mà nợ Việt Nam một giải Nobel hòa bình thì đó là theo quan điểm của bạn đấy, và em có thể em cũng sẽ đồng tình đấy. Thế nhưng cũng em cũng cũng có suy nghĩ về một cái như chú Cầm vừa rồi có nói đó, đó là gì? Đó là nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là gì, các nước khác đó người ta có cái quan điểm khác nhau đấy, người ta không không như Việt Nam chúng ta, và người ta thường là thể hiện cái vị thế của một nước lớn. Thì chúng ta cảm nhận tất cả các cái vấn đề gần đây, đúng không ạ? Ví dụ như là Zelensky chẳng hạn, một cái vị tổng thống, em chưa nói về mặt xuất thân, thế nhưng mà đã có rất nhiều người Chào Giang. ủng hộ Zelensky, đúng không ạ? Chê bai Việt Nam chúng ta, chê bai lãnh đạo chúng ta, ca ngợi Zelensky là một người như thế này, một người như thế nọ. Thế thử hỏi nếu như chúng ta đánh đổi, đúng không ạ, cái sự hòa bình độc lập của đất nước chúng ta để lấy một cái giải Nobel hòa bình, thì liệu ai đánh đổi không? Và chắc chắn không đánh đổi, và cái điều đó đã được thể hiện bằng cái khẳng định rất rõ ràng đanh thép của ông Lê Đức Thọ, đúng không ạ? Một giải Nobel hòa bình không thể mang lại cái nền hòa bình độc lập cho một dân tộc, cho một quốc gia, và rất rõ ràng là như vậy ngày hôm nay Ukraine đấy, đúng không ạ? Dĩ nhiên là ông ta tài giỏi như nào em không dám đánh giá, nhưng một người tài giỏi không phải là một người đưa đất nước mình trở thành một cái chiến trường, đưa dân tộc mình vào cái cảnh gọi là lầm than vì vì xung đột, không phải đưa cái đất nước mình trở thành cái nơi hoang tàn do bom đạn. Thì em khẳng định là nếu như, đúng không ạ, một cái giải Nobel hòa bình vừa rồi có đề xuất cho Zelensky chẳng hạn, có đạt giải Nobel đó thì đại giải Nobel đó nó có giá trị không, hay là nó mang lại gì? Nó mang lại cái tiếng cười. Cái tiếng cười ở đây là tiếng cười châm biếm, khi mà một cái giải Nobel hòa bình trao cho một cái người
mà là gì, mà đưa đất nước vào cảnh chiến tranh. Và trước đây chúng ta nhớ lại một chút nữa, ngay kể cả ông Obama đúng không ạ, ông Obama cũng đã từng đoạt giải Nobel hòa bình, trong khi đó ông Obama là trong cái hai nhiệm kỳ tổng thống của ông ta thì ông ta đã mang quân đi bao nhiêu nước, mang quân đi bao nhiêu nước đúng không ạ? Thì cái điều này hiện nay đã được chứng minh. Thế nên là nếu mà nói mà chúng ta đánh giá về giải Nobel hòa bình thì rất là khó, nó rất là khó, bởi vì đó là quan điểm của cái hội đồng đúng không ạ, thì chúng ta không dám đánh giá là người ta như thế nào. Thế nhưng ít nhiều gì đó người ta vẫn mang cái tính là gì, mang tính là đồng minh, mang cái tính là một nhóm, mang tính lợi ích của một nhóm thôi, chứ không phải là thể hiện cái quan hệ là bình đẳng, cái quan hệ khách quan, đánh giá nó toàn diện về một nhân vật. Ví dụ như trước đây ông Nelson Mandela chẳng hạn, ông đạt giải Nobel hòa bình em rất là ủng hộ, và em cảm thấy trao cho những người đó là cực kỳ xứng đáng. Kể cả ông Lê Đức Thọ của Việt Nam chúng ta cũng vậy, cực kỳ xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình. Thế nhưng tại sao bác không nhận? Thì chúng ta đã thấy rồi đúng không ạ? Không thể là gì? Không thể là trao đồng một giải Nobel hòa bình cho một bên là gì? Là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và một bên là đem quân đi xâm lược. Rất rõ ràng là như vậy. Thế thì nếu mà nói đó, thì quan điểm của em vẫn nhìn nhận và em vẫn ủng hộ cái quan điểm của bác Lê Đức Thọ. Và ngày hôm nay Việt Nam được độc lập như ngày hôm nay, thì có 10 giải Nobel hòa bình hay là hàng trăm giải Nobel hòa bình cũng không thể đánh đổi lại được. Nó không mang lại giá trị gì cho người dân Việt Nam, mà chỉ là gì, thể hiện cái quan điểm, đường lối, đúng không ạ, và chính sách của Đảng Nhà nước Việt Nam chúng ta rất rõ ràng là như vậy. Và qua đó là chúng ta lại thấy thêm một cái điều, đó là gì, đó là các lãnh đạo qua các thời kỳ của chúng ta đó, ngoài cái vấn đề là chiến đấu bảo vệ của quốc gia thì còn vấn đề xây dựng và phát triển đất nước, thì đó là những cái giải Nobel hòa bình trong lòng người dân Việt Nam dành cho các vị lãnh đạo của chúng ta qua các thời kỳ đã cống hiến góp phần xây dựng phát triển đất nước, lãnh đạo đất nước phát triển, chứ không phải là một cái tượng Nobel hòa bình để đánh đổi bất kỳ một điều gì về quyền lợi quốc gia dân tộc. Thì theo quan điểm của em thì nhận là như vậy. Còn dĩ nhiên về một khía cạnh khác thì chúng ta cũng biết rồi, các cái thế lực chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta đó, thì người ta luôn lợi dụng bất kể một cái vấn đề gì, người ta tạo ra không những cái sự chia rẽ kích động ở trong nước mà người ta còn tạo ra cái sự kích động chia rẽ giữa Việt Nam và các nước láng giềng và các nước khác. Mục đích là gì? Mục đích nó muốn tạo ra cái xung đột ở Việt Nam chúng ta. Thế tại sao Việt Nam chúng ta không chung sống hòa bình, đúng không ạ, cùng với các nước phát triển, xây dựng Việt Nam cũng như khu vực phát triển hòa bình, ổn định, mà tại sao cứ phải tạo ra xung đột làm gì? Thì cái điều này rất dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Thế thì đối với Việt Nam chúng ta và Trung Quốc thì em có nói rồi, về mặt lịch sử thì chúng ta và Trung Quốc là biên giới liền kề và đã trải qua rất nhiều các cuộc chiến, khoảng 14, 15 cuộc chiến gì đó, và gần đây nhất là cuộc chiến tranh biên giới. Thì không có nghĩa là gì, không có nghĩa là chúng ta chăm chăm là cứ cái gì của Trung Quốc cũng xấu. Và chúng ta khẳng định cái điều này, không phải cái gì cũng xấu, kể cả Mỹ cũng vậy, không phải cái điều gì ở Mỹ cũng xấu cả. Chúng ta cũng không chê bai, không ghét bỏ Trung Quốc, không chê bai, không ghét bỏ Mỹ, đúng không ạ? Bởi vì người dân với người dân chúng ta là quan hệ hợp tác, có thể là hợp tác ở nhiều lĩnh vực, kinh doanh, buôn bán, hợp tác nhiều vấn đề khác về trong các lĩnh vực, chứ không phải là lúc nào người dân chúng ta cũng chỉ chăm chăm vào vấn đề này, vấn đề kia. Và khi trong quan hệ hợp tác đó thì là đôi bên cùng có lợi, và nó có lợi rất nhiều. Khi mà thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường lớn, thị trường tỷ dân mà nhiều nước khác đang nhắm đến, ngay kể cả Hoa Kỳ bây giờ Tổng thống Joe Biden cũng mong muốn cái điều là xóa bỏ cái thuế quan để mà khôi phục cái nền kinh tế của nước Mỹ. Đó là một đất nước xa xôi, cớ tại sao Việt Nam chúng ta ở ngay sát bên cạnh, có cái điều kiện là về vị trí địa lý, về giao thông để chúng ta phát triển, mà tại sao chúng ta lại không tận dụng mà lại cứ phải khoét sâu vào những cái mâu thuẫn đó, đúng không ạ? Thế khi mà chúng ta bỏ qua được cái mâu thuẫn như Đại tướng Phan Văn Giang đã nói, đó là lấy các cái điểm đồng để giải quyết những cái điểm bất đồng, thì nó tạo ra rất nhiều thuận lợi cho cái việc phát triển kinh tế của người dân. Thì từ đó mới góp phần xây dựng phát triển đất nước. Không phải là anh cứ suốt ngày anh mang quân đi, anh
anh chiếm nước này, chiếm nước kia, đánh nước này, đánh nước nọ, thì nó mới gì? Nó mới mang lại cái tốt đẹp cho quốc gia mình. Thì ngày hôm nay tại sao có nhiều, kể cả cá nhân em hay là các bạn khác tham gia có cùng là gì? Cùng quan điểm phê phán những cái thành phần, thậm chí là lên án một số thành phần là cơ hội bất mãn ở trong nước, và đặc biệt là những thành phần chống phá ở nước ngoài. Chúng ta không nói xấu nước Mỹ, không nói xấu bất kỳ một nước nào khác, mà chúng ta chỉ đưa ra phân tích những cái khía cạnh nào nó còn tồn tại, tại sao nó còn tồn tại, đúng không ạ? Và Việt Nam cũng còn tồn tại, thì chúng ta khắc phục như thế nào? Chứ không phải là tạo ra cái sự mâu thuẫn thì chúng ta mới có sự ổn định. Rất rõ ràng là cái điều này nó rất rõ ràng, mà chúng ta có thể dễ bề mà chúng ta biết được. Và tất cả mọi vấn đề trong các cái quan hệ của các cái nước hiện nay thì anh Thực Quang và chú Thực Thứ Nhất cũng như cô chú anh chị đang theo dõi cũng sẽ rất dễ hiểu thôi. Nếu như, đúng ạ, nếu như các nước khác không lấy Ukraine là một cái gọi là cái chiến trường, gọi là ủy nhiệm để chiến đấu với Nga, thì liệu người dân châu Âu ngày hôm nay, người dân Mỹ ngày hôm nay có phải chịu những cái mà có thể nói là những cái mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người ta nó như vậy không? Đúng ạ. Thì trước đây người Mỹ như thế nào, chứ các nước châu Âu như thế nào, người ta đâu có phải trải qua những cái cảnh đó, cái cảnh mà phải chặt củi đó, cảnh phải một ngày chỉ tắm một lần chẳng hạn, hay là cái cảnh là phải tháo caravat để tiết kiệm năng lượng chẳng hạn, đúng không ạ? Không hề có. Thế nhưng mà vì cái đường lối của người ta đã lựa chọn theo liên minh, đúng không ạ, theo phe, theo phái, thì ngày hôm nay cái việc lãnh đạo thì bề mặt là như vậy, hình thức là như vậy, còn về bản chất như nào thực tế chúng ta cũng không biết được, thậm chí người dân các quốc gia đó không biết được. Nhưng mà người dân sẽ là người chịu ảnh hưởng nặng nề thông qua các lệnh cấm vận đối với Nga như vậy. Thì dĩ nhiên trong cái vấn đề này đó thì Nga cũng sẽ bị tổn thất, và tổn thất nhiều nhất vẫn là Ukraine, đúng không ạ? Thì cái điều này thì chúng ta cảm nhận được khi mà lãnh đạo chúng ta lựa chọn cái đường lối ngoại giao như vậy, thì em cảm thấy rất là may mắn, để làm sao cho Việt Nam chúng ta càng ổn định bao nhiêu thì chúng ta càng có điều kiện để phát triển bấy nhiêu. Và một em nhắc lại là hàng trăm giải Nobel hòa bình cũng không thể đánh đổi được mấy chục năm, 47, 48 năm độc lập tự do toàn vẹn lãnh thổ, và người dân Việt Nam thực sự làm chủ bản thân mình, làm chủ đất nước mình. Đó là theo cái góc độ của em nhìn nhận và chia sẻ như vậy. Em cảm ơn anh Thơ Quang, chú Tự Chí Nhất và cô chú anh chị đã lắng nghe. Ok Trung, cái này Trung với mọi người, chú Tiên cũng cảm ơn cái sự chia sẻ của Trung, nó rất rõ ràng về cái vấn đề cái giải Nobel hòa bình.